Mình là Mỹ Uyên, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mr. Zero. Khi cầu thủ bóng đá sử dụng skill trong truyện tranh Nhật Bản. Ở Thái Lịch năm 2019, trong những giây phút bù giờ cuối cùng, bóng được treo vòng cấm Buriram United với lực vừa đủ. Cả hai cầu thủ đều đầy khí thế muốn ghi bàn nên cùng vung chân móc bóng. Kết quả là một siêu phẩm đã ra đời. Kỹ thuật tưởng như chỉ có trong truyện tranh đã được các cầu thủ bằng xương bằng thịt tái hiện thành công. Nếu là một fan của đội trưởng Tsubasa, chắc chắn bạn còn cảm thấy phấn khích hơn nữa vì tình huống vừa rồi mô tả lại khá hoàn hảo kỹ thuật cross kick mà các nhân vật trong bộ truyện này sử dụng. Điển hình là Tsubasa và Misaki. Nếu thấy video hay, hãy để lại cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Kỹ thuật là một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với một cầu thủ, dù là phòng ngự hay tấn công. Các cầu thủ sở hữu kỹ thuật cao thường rất tự tin khi cầm bóng, cũng như có thể tạo ra những khoảnh khắc ngẫu hứng trên sân khiến khán giả phải trầm trồ. Và sau đây, hãy cùng xem lại những pha xử lý điều nghệ, những skill ngẫu hứng như trong truyện tranh Nhật Bản của các siêu sao bóng đá trên thế giới. Paul Pogba là một tiền vệ tài năng nhất thế giới, không chỉ sở hữu sức mạnh, thể lực mà kỹ thuật của anh còn ở mức thượng thừa như trong pha xử lý này. Tiền vệ số 6 của tuyển Pháp đã có những cú đảo bóng cực nhanh làm hậu vệ đối phương như hoa mắt trước khi có một pha sâu kim biến cầu thủ đang theo kèm thành trò cười trên sân. Trước khi bị xuống phong độ như ngày hôm nay, Luis Nani đã từng được xem như là một cầu thủ rất tài năng và được kỳ vọng sẽ thay thế Ronaldo tại MU. Hãy nhìn vào pha xử lý này, bạn sẽ thấy vì sao cựu cầu thủ quỷ đỏ này lại được đánh giá cao đến thế. Sau pha chuyền bóng của Bosco, Nani đang đứng trong tư thế quay lưng với cầu thủ đội bạn và đang bị kèm rất sát. Tưởng chừng như anh sẽ tung ra một cú chuyền ngay để giải tỏa áp lực, nhưng không, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã xử lý cực kỳ ngẫu hứng. Anh vừa tâng bóng vừa chạy khiến người theo kèm anh bất lực đuổi theo, sau đó phải ngã lăn ra mà vẫn không chạm được chân vào trong trái bóng. Chắc chắn người hâm mộ của Arsenal không thể nào quên được khoảnh khắc xuất thần này của Dennis Bergkamp. Xuất phát từ đường chuyền bên cánh trái của Pires, Bergkamp trong tư thế bị kèm có pha dùng góc đẩy bóng tinh tế, loại bỏ sự đeo bám của Nikos Dabizas, rồi thực hiện cú cứa lòng hạ gục thủ thành Seguivan. Cú chạm bóng đầy ma thuật ấy cho đến tận bây giờ vẫn ít có cầu thủ nào tái hiện lại được. Một pha bóng đòi hỏi sự chính xác và kỹ năng khống chế thượng hạng. Có lẽ bạn đã xem nhiều những pha khống chế bóng bằng đầu, ngực, chân
Nhưng một pha khống chế bóng bằng vai thì rất ít xảy ra, và Cristiano Ronaldo cũng là một trong số ít cầu thủ làm được điều đó. Luka Modric có một pha phát bóng dài lên cho siêu sao người Bồ Đào Nha. Khi thấy tầm bóng quá xa để khống chế bằng chân, CR7 đã ngay lập tức đưa vai của mình ra để đón lấy bóng. Một pha chạm bóng tinh tế, trái bóng đi đúng ý anh và dễ dàng vượt qua hậu vệ đội bạn để tạo ra một tình huống tấn công nguy hiểm cho Real. Nói đến một cầu thủ xem bóng đá như một môn nghệ thuật thực sự thì Dimitar Berbatov chính là cầu thủ ấy. Một pha kiến tạo không tưởng cho CR7 ghi bàn khi cả hai còn khoác áo MU. Từ một pha tấn công cánh, bóng đi với tốc độ cao và tưởng chừng như nó sẽ đi hết đường biên ngang. Nhưng rồi cầu thủ người Bulgaria đã xử lý không thể nào hoàn hảo hơn. Anh xoay lưng lại để thực hiện một cú xoay comba qua mặt hậu vệ đối phương và truyền vào cho Ronaldo băng lên ghi bàn. Neymar hiện giờ đang là một trong những cầu thủ có kỹ thuật xuất sắc nhất trên thế giới túc cầu. Như trong tình huống này, với một pha xử lý đơn giản nhưng không kém phần kỹ thuật và bắt mắt. Cụ thể, ngôi sao sinh năm 1992 nhận thấy cầu thủ đang kèm mình tiến lại gần. Tiền đạo Barca khi ấy đang trong tư thế quay lưng đã có một pha tân bóng nghệ thuật qua đầu hậu vệ đối phương khiến anh ta bất ngờ và phải ngã xuống sân. Trong bóng đá không thiếu những pha kiến tạo đẹp, những pha kiến tạo được nhiều người nhớ mãi và trở thành biểu tượng của một cầu thủ thì chắc chỉ có mình Guti. Huyền thoại của Real đã tung ra những pha kiến tạo bằng gót mà người yêu bóng đá đã phải đặc biệt danh cho anh là gót chân của Chúa. Và đây là một trong số đó, bóng được phá lên không dứt khoát và nó rơi vào chân của anh. Chỉ cần một pha xử lý, Guti lập tức đánh gót cho Zidane ở phía sau lưng mình một cách chính xác để ngôi sao người Pháp ghi bàn. Một pha kiến tạo đầy cảm giác và phải là một cầu thủ có nhãn quan cực cao hay như người ta hay nói rằng có mắt ở phía sau gáy mới có thể làm được. Julian Draxler là một tài năng trẻ của bóng đá Đức, một thời được thèm khát trên toàn châu Âu. Khi còn thi đấu cho Schalke 04, anh đã có những pha xử lý đầy mê hoặc và pha bóng này là một ví dụ. Sau một đường truyền vào trong vòng cấm, bóng đến chân tiền vệ số 10, anh khống chế gọn gàng rồi lần lượt vượt qua không chỉ một mà ba cầu thủ trước khi đánh gót điệu nghệ cho Raul ghi bàn. Đây là một pha xử lý đầy ngẫu hứng và tinh tế của Cristiano Ronaldo trong màu áo của Bồ Đào Nha. Sau một loạt những tình huống đảo chân, CR7 đã có pha đánh gót đầy điều nghệ khiến bóng đi ngay qua hai chân của cầu thủ số 19 bên phía đối phương để Rafael Guerreiro băng lên từ tuyến sau. Các bạn vừa chiêm ngưỡng những màn biểu diễn kỹ thuật thượng thừa của các ngôi sao bóng đá trên thế giới. Nếu thấy video hay, nhớ nhấn like và share. Đừng quên chia sẻ ý kiến vào phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.